Hello, hello, chào mọi người, chào cả nhà, khỏe không? Để cho nó đèn sáng chút. Hello mọi người ha, hôm nay thì mình tiếp tục đi một cái bộ nail Halloween design sử dụng những cái pigment Gold Dot nha mấy anh chị. Thì có nhiều anh chị là Gold Dot thì rất là sáng, mà nó sáng thì nó không giống như cái bột, nhưng mà nó chuyên dùng cho phần design của mình nha. Thì cái set Gold Dot pigment này á, nó giống như cái những cái màu pastel vậy đó mấy anh chị. Nếu mà mình không ngại mình dùng những cái màu này để mà mình làm design cũng đẹp nha, cũng rất là đẹp nha mấy anh chị. Thì nó khác biệt với cái neon, tại vì neon thì nó đậm hơn, còn cái set này á, là nó màu nhạt hơn mấy anh chị thấy không. Đây hôm nay thì mình đã sử dụng cái màu pigment kia. Dạo này pigment của mình á, là é quá, phải lên chia sẻ với mọi người nè. Đây là cái neon nha mấy anh chị, để mấy anh chị và mình làm. Còn khi mà hôm nay thì cái bộ nail này á, mình sử dụng cái pigment Gold Dot của mình. Thì nó gồm có 12 màu, 12 màu này có 8 đồng thôi. Rồi đầu tiên thì mình đã thấy cái bộ nail đúng không? Thì cái bộ nail này là những cái màu này là sẽ sử dụng là Gold Dot Pigment 12 hũ trong cái nhỏ nhỏ như vậy đó, để mà mình làm cái nền nha. Và hôm nay thì mình sử dụng 3 màu của mình, là màu hồng, màu tím và màu xanh nha mấy chị, để làm cái design này. Đây ha. Và mình sẽ đi từng bước một men. Trên cái sự hỗ trợ của mình á, là mình cần có cái chai Angel White. Angel White này là dùng để đánh pigment mình tuyệt vời luôn mấy anh chị. Chỉ cần hơn 15 giây sơn mỏng. Và cái penning gel màu đen ha. Penning gel màu đen để cho mấy anh chị làm cho nó đẹp, nó nét. Khi mà mình ra cái nét của mình nó đẹp hơn, nó chuẩn hơn. Rồi trước khi đi, đây ha, đây là cái bộ nail là mình đã làm xong nè. Bây giờ là mình sẽ vẽ cái ngón này nha mấy anh chị. Vẽ cái ngón này á, thì mình cần chi tiết một chút, nhưng mà mình vẽ cái ngón này trước đi, để từ từ. Tại vì khi mà đụng tới vẽ thì mấy anh chị cũng biết rồi đúng không, nó mất thời gian chút xíu, nhưng mà mình cũng cố gắng ha. Mình cố gắng nha mấy anh chị, cố gắng chờ em để cho em làm xong. Rồi trước khi đi pigment thì mấy anh chị luôn luôn là mình chùi qua lớp acetone trên cái bề mặt, cho dù là matte top coat hay là shiny cũng được đó. Và mình sẽ chùi cho nó sơ. Trong cái mình đi từng ngón, cái ngón này là mình sẽ đi màu đen trước nha mấy anh chị. Mình đi màu đen trước, dùng cái màu đen để mà mình vẽ cái nét nè. Dùng cái penning gel nha, đây dùng cái hũ này nha mấy anh chị. Nét dễ, nét nó đẹp lắm, nét nó rất là chuẩn. Đây màu đen nha, dùng màu đen này để vẽ, nó sắp hết rồi, xài cho nó hết, tiết kiệm. Và đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái lửa trước ha, cái lửa trước nha mấy anh chị. Đây để cho nó chắc ăn mấy anh chị nè ha. Thường đa số nếu mà mình lên hình á, mấy anh chị cần điều thì mấy anh chị để cái tay giống vậy. Mình để đây một nét, rồi đây một nét nữa đó, thì mình sẽ có cái khoảng cách mà cái độ cao của cái design. Nhưng mà ngón này á, là ở đây nè, nó sẽ nằm đây nè đó, tại vì lát nữa là mình sẽ vẽ cái kia ha. Chùi cái này đi, chùi cái này đi, lát nữa mình sẽ vẽ cái đường viền lên. Vẽ cái ngón này thì nó hơi mất thời gian chút, nhưng mà nó ok, ra thì nó đẹp. Đầu tiên mình vẽ màu đen trước nè. Đó, dễ nhẹ nhuyễn thôi ha. Rồi, tới ngón này. Bên này. Đó, mình muốn vẽ khít thì mình cứ vẽ khít, mình muốn vẽ xa thì mình cứ vẽ xa nha. Mình vẽ cái đường line trước. Xong hết nè. Từ đây đi xuống thì vẽ lửa không có xa lạ gì với mọi người hết á, rất là dễ.
Rồi. Ở đây đi lên không? Ở đây muốn uốn éo sao thì mình cứ đi. Xong hết ở bên này. Từ đây nè. Mình chỉ cho xuống. Rồi ha. Rồi xong. Mình muốn đi tiếp thì mình cứ đi, còn không thôi mấy chị đi giống vậy. Tiếp theo ở ngón này, mình muốn sâu xuống thì mình cứ đi sâu xuống, còn không mình cứ cho nó ở trên ha, hay là cho nó bằng đều được hết. Ở phần này rồi mình không có quy định, tùy theo là cái sự yêu thích của mọi người nó như thế nào. Rồi ở đây ngắn dài cũng tùy mình luôn nha mấy chị. Xong hết, khi mà mình vẽ xong cái ở trên này rồi đó, cho nó ra chút và từ cái góc này nè, rồi lấy xuống, không lấy xuống, xong thế là hai bên lượng. Mình muốn uống, mình muốn lượng nó như thế nào thì mình cứ lượng. Cái này là mình đang outline thôi. Xong hết ở đây là mấy anh chị cho cái độ dày ở đây tùy theo là sở thích của mình đó, để cho nó dày lên hai bên thôi, còn phần bên này thì mình cho nó mỏng, dày tùy thích nha. Rồi ngón ở đây cũng vậy, mình nối với nhau xong đi lên cho nó mượt, cho nó ra một cái đường nè. Đó, thế là mình đã xong cái lụa outline. Thì khi mà xong hết thì mấy anh chị chỉ việc á, để cho nó tô cho nó đẹp, mấy anh chị lấy cái màu Evil Black Gel mình tô. Tại vì khi mà Painting Gel á thì nó dày, nó đặc, đúng không? Thì mấy anh chị dùng cái Evil Black nha, để mà mình tô ở trong cho nó nhanh. Và tại vì cái Evil Black thì nó lỏng hơn. Và khi mà mình tô cái phần này thì mấy anh chị cũng tô mỏng thôi, chứ không có tô dày nha, không có cần dày. Tại tô dày quá là nó khó khô trong cái phần này ha. Rồi mấy chị tô mỏng. Cái Evil Black là giống như mình tô một cái gì đó nó mạng bự á thì mình dùng. Còn khi mà mấy anh chị vẽ nét á, mình dùng cái Painting Gel. Tại vì khi nó đặc á, mấy anh chị đi cái nét của mình á, nó mỏng và nó đẹp không. Rồi xong mấy anh chị tô tô hết nha, tô hết ở phần này, ở dưới này luôn, tô mỏng thôi. Và khi tô, mấy anh chị kéo thẳng xuống giùm em. Cái này là cô xin sẽ đi cho nó finish cái ngón ngón này nha. Rồi xong á, lát á mình mới qua mấy ngón kia. Tại vì cái ngón này thì nó hơi detail một chút. Mình xong từng ngón luôn cái ngón này nha. Tại có một số chi tiết nó không có liên quan nhau trong cái này. Tô hết màu đen. Mấy anh chị share giúp em nha, tin tưởng mọi người rất là nhiều. Rồi bắt đầu cho nó điều lại ha, những cái đường nét của mình ha, cho nó điều lại, chỉnh lại. Đó, khi mà nó cái nét của mình nó đẹp rồi, ra một cái lửa giống vậy rồi thì á hai mọi người, cả nhà có thắc mắc gì cứ hỏi mình nha. Tại vì Christine đang chia sẻ rất tỉ mỉ khi mà mấy anh chị vẽ cái lửa giống vậy á, đi từ từ xong á mình vẽ cho nó được đẹp. Tại thường đa số mấy anh chị mà đi nail art á là mình phải đi từ từ, chứ mình đi vội đâu có đẹp đâu, đúng không? Thành ra khi mà liên quan tới vẽ thì mình phải mất thời gian, cần mất thời gian nha, chứ nhanh quá thì nó đâu có ra cái nét đẹp của mình. Đó, giờ thôi xong mấy anh chị thấy cái lửa của mình không? Nó rất là nhẹ, mỏng, đẹp. Xong hết mấy anh chị cho vô máy chút. Khi mà mình đi với cái màu đen hay màu trắng á, mấy anh chị chịu khó là hơ cho em một phút nha. Hơ cho em một phút. Xong hết là bắt đầu nè. Mình bây giờ là mình sẽ đi qua cái ngón này. Rồi, khi mà mình hơ xong cái màu đen rồi, mấy anh chị thấy trên tay của mình ha, thì mình có cái ngón này, tại sao nó ra giống vậy? Mình đánh thích mình thôi mấy anh chị. Và cái nét của mình nó chủ yếu khi mà lát nữa là mình sẽ vẽ cái màu trắng. Và khi mà mình vẽ cái ngón này màu trắng này, mình yêu cầu là mình sẽ có cái màu trắng phụ để mà mình đi cái nét cho nó đẹp. Và mình đi cái ngón cái màu này snow nè ha, để mà mình vẽ cái nét cho nó nhuyễn và cho nó đẹp. Tại vì cái phần mà nó gần tới cái phần kia là nó mình cần cái chi tiết lắm. Để đánh pigment là nó không có bám vô cái xung quanh á, thì khi mà khô á, mấy anh chị là dùng cái glam top coat nha ha. Mình sơn một lớp lên cho cái phần đó để làm gì, lát mình đánh pigment nó không có bám vô cái màu khác. Rồi xong hết khô nè, bắt đầu mấy anh chị sơn thêm một lớp top lên cái này cho nó khô nha. Thì khi mà mình đánh pigment á, nếu mà cái phần dưới nền của mình á thì cái ngón này hơi phức tạp chút,
Có những cái ngón là nó hơi phức tạp chút nhưng mà mình chịu khó. Tại vì muốn có design nó different hay là yêu cầu của người khách thì mấy anh chị là chịu khó đi từng bước, đi thêm bước thôi chứ không có gì khó hết á. Nó mất thời gian của mình chút xíu thôi nhưng mà nó mọi thứ là nó ổn định. Tất cả những sản phẩm mà Christine đang dùng á là mình có mua tại website nha. Rồi, mình cũng sử dụng cây cọ lon lai quất không thể thiếu nè. Cây này dễ đẹp lắm, mấy anh chị, dễ đẹp. Và khi mà xong rồi, mấy anh chị thấy là mình đã sơn một lớp top lên. Sau đó thì mấy anh chị sử dụng, nếu mà trước khi đánh pigment thì mấy anh chị sử dụng cái acetone ha. Đây, acetone. Sau đó mấy anh chị chùi sơ trên cái mặt móng. Rồi mình mới tiếp tục là mình vẽ ha. Để cho nó bớt rít đi, xong mấy anh chị đánh lên nó pick mình lên nó đẹp. Rồi xong mình sẽ vẽ trái tim bằng cái painting gel màu trắng Snow White nha. Vẽ ngón này nè mấy anh chị, vẽ ngón này nè ha. Rồi. Và nó đòi hỏi thì mình sẽ vẽ cho nó mỏng, cho nó mỏng ngay đây nha mấy chị nè, ngay điểm tâm đây. Xong mình đi đó, mình đi lên trên này thì cái màu của mình á, màu trắng của mình á, nó càng mỏng và nó lợt thôi đó. Không có cần là đậm nha. Khi mà lên tới đây mấy chị đi á, là cho nó mỏng thôi. Rồi ngón này ở bên này thì mình cũng đi mỏng nè, đi từ đây đi lên. Đó, xong ha. Khi mà xong hết thì ở đây mình sẽ vẽ cái trái tim mấy anh chị à, vẽ trái tim đây, từ đây ha. Đó, cho nó trái tim ngay cái điểm tâm, lớn nhỏ gì tùy thích nè, không có nhất thiết nó phải đều đó, cho vô đây không. Rồi xong mấy anh chị tô cái màu trắng ở trong cái trái tim này. Tô mỏng thôi nha. Đó, và khi mà mình đã xong cái trái tim này, mình cũng vẽ thao tác y chang, mình vẽ thật là mỏng nha, thật là nhuyễn. Đây, từ trên này nhẹ xuống, đi mỏng thôi, không có đi dày nha. Cái design này là mình không có đi dày, thành ra là mấy chị thấy không, cái nét mà cho cái treo vẽ của mình nó rất là đẹp, tại vì mình chỉ cần đi mỏng thôi mà nó đã ra rất là đẹp rồi ha. Rồi từ bên này, từ dưới này nè, mình vẽ cái đường line lên giống như vẽ con nhện vậy đó, nhưng mà yêu cầu là mỏng. Mình muốn vẽ dày thì dày, nhưng mà cái design này mình thấy vẽ mỏng thì nó đẹp, nên thành ra là mình sẽ sử dụng là painting gel ha. Đó, mấy chị thấy cái line của mình vẽ nó mỏng. Rồi từ bên này thì mình cũng đi luôn, đi lên trên này cho nó đều hai bên cân bằng. Đó, nhẹ nhàng kéo lên tới cái màu đen là nó mình xong rồi. Rồi bên này cũng vậy, cho thêm một cái line từ trên này đi xuống. Đó, rồi từ đây đi qua. Đông mua. Tại mình đang cố gắng vẽ cho nó mỏng. Đó, ha. Khi mà xong hết cái này rồi, mình tiếp tục mình vẽ ở đây nè. Vẽ cái mạng nhện tiếp tục mà mình ở đây ha. Từ góc này. Đó, cho nó lên giống như cái y theo cái lửa vậy đó mấy anh chị. Bên này cũng vậy, cho nó lên cao. Không, cho nó đi theo cái đường này trước, chủ yếu khi đập vô mắt là cái hai cái bên này nè. Rồi,
Và khi mà mình đi trên này mình cũng phải cần cái độ mỏng bên này. Đó, cây cọ của mình rất là đẹp. Trời ơi, vẽ xinh quá. Rồi đây ha, cho nó cong. Tại mình cần cái mỏng thôi mấy anh chị, nên thành ra là ở đây mình không có vẽ dày ha. Đó, xong ha. Xong ngón này mấy anh chị hơ đúng 15 giây hay 10 giây thôi nha. Tùy theo cái độ dày nha mấy anh chị. Hơ đúng 10 giây thôi. Tại nó mỏng quá. Xong rồi bắt đầu là mấy anh chị sẽ lấy cái pigment. Ở đây là cái pigment Go in the Dark nha mấy anh chị. Go in the Dark. Thì mỏng thôi. 10 giây. Dạ, lấy ra. Rồi xong. Bắt đầu là mình sẽ đánh từng màu lên. Ở đây mình sẽ đánh cái màu hồng nha. Đi từ cái màu nhạt tới màu đậm. Và cái màu này khi mà mình chị để lên á, lấy nhiều chút, nó không có giống như pigment đậm đâu. Nó không giống pigment đậm nha. Mình chị cho lên nè, cho lên cái màu hồng trước nè. Đó, cho lên màu hồng trước không. Đó, cho lên cái phần màu hồng. Xong, tới màu tím ha, tới màu tím. Rồi xong, cho màu xanh lên. Luôn nhớ là cây cỏ của mình đi tới đâu là nó sẽ có pigment nha. Tại vì cái màu này nó nhạt á, nên thành ra là mình đi mà không có màu á, là đôi lúc cây cỏ của mình nó đụng trúng á, là nó không có xuất hiện màu luôn. Đây, đó, màu của mình rất cân khi mà mình lên nè. Mấy anh chị thấy không, màu của mình thuộc cái tông nhạt nha, nó không có thuộc cái tông đậm nha mấy anh chị. Đó, nó không có thuộc cái tông đậm, nên thành ra là đây giống như những cái màu pastel vậy đó. Đó, chà chà chút, cho nó đậm đậm chút. Đó, chà mạnh vô. Rồi xong, xuất hiện ba màu. Thấy không, cái pigment của mình nó không bám vô cái màu đen này mấy anh chị. Thế là mình đã xong một ngón ha. À, khi mà xong hết rồi. Hình như cây cọ của mình nó hơi bị trắng, dính một chút xíu đúng không? Hơi bị dính chút trắng, chắc cái đồ phủi của mình bị xanh chuối đấy. Không sao, lát lấy màu đen để mà chùi thôi. Nó bị dính chút xíu cái phủi bụi của mình đó. Nó dính keo. Hên quá, nó dính một chút thôi. Trời, xong rồi, hên quá. Rồi để cho nó xong hết á, mấy anh chị là làm xong ngón này luôn nha. Tại vì ngón này mình xong là xong, mình cho mét tóc hốt luôn. Để lát á, lỡ trong trường hợp mà làm, trong thời gian làm á, nó bị chày á mấy anh chị. Sơn mét tóc hốt cho nó finish ngón này. Và khi anh chị sơn là mình nhẹ nhàng nha. Sơn nhẹ thôi. Khi mà tới những cái design mấy anh chị không có đè mạnh cây cỏ. Để biết sao không, cái pigment của mình nó còn dữ á. Xong ha. Rồi chùi cho nó sạch cái này hai bên, không cho nó bị mất xếp nha. Rồi mấy anh chị cho vô máy. À, cho vô máy thì những cái này mình để đây đi, để mình đi từng ngón mà, đi từng ngón mà mấy anh chị. Rồi, tiếp theo của mình sẽ là ngón này ha.
mình sẽ đi những cái chính trước. Còn cái này thì mình cũng đi chung một lần luôn, tại vì nó cùng đánh pigment với nhau. Thường đa số những cái design là mấy anh chị hay hỏi là mình ở đâu, thực sự á thì nó nằm ở trong những cái sticker giống vậy ha, nó nằm trong những sticker hoặc là trong những cái bộ design của rất là nhiều anh chị khách đem tới. Thì nó cũng là đi đi lại lại, nó cũng có nhiêu đó thôi, thì tùy theo là lúc mà mình sáng tạo nó như thế nào. Thì hôm nay thì khách của mình cần cái ngón này và cái ngón mà Christine mới làm xong. Thì trong này có những cái hình họa tiết của con dơi hay là con này nè, mình phóng đại lên thì nó tự nhiên cái là nó đẹp thôi mấy anh chị. Thì bây giờ là mình sẽ làm cái ngón này nha mấy anh chị. Ngón này nhưng mà mình sẽ thay đổi theo một cái cách riêng của mình nha mấy anh chị. Đây là những cái design mà ở trên mấy cái sticker rất là nhiều, tùy thuộc là mấy anh chị là mình sáng tạo như thế nào nha mấy anh chị ha. Thì cách của mình đem tới thì mình có thể là thay đổi chút xíu để mà ra cái bộ nail cho nó phù hợp với cái màu của mình ha. Đây, hôm nay thì mình sẽ làm cái ngón này nha mấy anh chị. Và thế là mình đã xong cái ngón này nè. Mấy anh chị thấy nó rất là xinh không? Xinh ớ là xinh luôn. Đây. Không, hai ngón cưng. Và trong ngón này thì mình sẽ vẽ cái design, nhưng mà mình sẽ phủ tiết cho nó thêm một cái, nó matching với cái ngón này một chút xíu, tức là cái hình của mình sẽ có cái nón và mình sẽ thay đổi một chút xíu màu nha. Thì vẫn tiếp tục là mình sẽ dùng những cái màu mà mình có trong cái angel white của mình để mà mình đánh pigment nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái đầu trước. Vẽ cái đầu trước nè. Mình sẽ cân bằng cái mặt ở bên này. Đó không? Vẽ cái hình đầu quỷ trước tròn nè. Không? Sau đó thì mình sẽ tới cái phần cổ. Không? Phần cổ. Và rồi thì mình sẽ tới cái phần vai. Không, vẽ hai cái này phần vai nè. Sau đó bắt đầu mình sẽ vẽ cái hình trái tim trong này, giống như cái áo vậy đó. Mấy anh chị cứ vẽ giống như cái hình này trước. Không? Xong ở ngoài thì nó sẽ có những cái đi qua. Giống vậy đó, giống như cái áo mà nó thiết kế mà nó chưa có gì đó. Mấy anh chị cứ vẽ giống vậy trước. Cái này mới gọi là vẽ outline thôi. Đây ha. Khi mà vẽ xong cái outline rồi thì mấy anh chị cứ để đó trước đã. Sau đó thì mấy anh chị mới bắt đầu là mình tô nó. Mình tô nó nha mấy anh chị. Vẽ xong hết nè. Ở đây thì mấy anh chị cho thêm cái cây này đây. Và những cái gì outline trong, mấy anh chị tô hết màu trắng giùm em nha. Khi mà tô màu trắng, dùng angel white tô tiếp. Tô mỏng thôi mấy anh chị. Tô dọc nha. Khi mà có những cái chỗ này nè, mấy anh chị tô dọc cho cái màu của mình nó đều. Đó, cho nó xuống. Rồi mấy chỗ này mấy anh chị cho nó có màu. Không, chỗ nào mấy anh chị muốn màu, mấy anh chị tô màu trắng giùm em ha. Tô hết màu trắng. Và trên này, con này thì Christine sẽ cho một cái nón cho nó giống như bên kia ha. Cho một cái nón thì Christine sẽ ở đây vẽ một cái đường trước đã. Không, cho nó có màu. Còn cái phần còn lại lát nữa là mình sẽ đi màu đen. Cái này là mình đang cho những cái chỗ mà cần màu thì mấy anh chị cho màu trắng lên. Lát mình đánh pigment chung một lần luôn. Rồi xong hết thì mình tiếp tục là đi cái phần mà những cái ngón khác nha.
những cái món khác nè. Mình cũng đánh bích mình luôn nha mấy anh chị. Còn những cái chỗ chừa lại lát mình đi màu đen chứ không có gì hết á. Mình đi từng bước một. Rồi xong. Món này thì Christine sẽ vẽ cho nó ở đây nha mấy anh chị. Mình sẽ vẽ cái đường tip nè. Đây là cái đường đường tip line ha. Rồi xong hết. Mình vẽ cho nó vừa thôi, cũng không cần bự lắm. Tại cái này là mình sẽ đánh pigment trước, nhưng mà cái phần này á, là Christine sẽ đánh từng màu. Nhưng mà sẵn mình đi màu trắng. Rồi ở đây mình sẽ cho cái độ cong giống vậy, tùy thuộc là mấy anh chị nha. Ở đây mình đang đi cái độ cong có cái màu á đó. Và tất cả khi mà mình đi xong hết cho màu trắng vô, mỏng thôi hai bên ha, để cho nó không có bị mất shape. Tại khi mà mình đi từng màu á, mình nên đi từng màu, tại vì cho nó đừng có dính màu vô ha. Rồi tiếp tục món này, mình đi được cái gì mình đi thôi mấy anh chị. Rồi tiếp tục qua ngón này, ngón cá luôn nha. Dạ. Mọi người ơi mua vé số đi. Hôm nay là có người remind mình mua vé số nè mấy anh chị. Đó, mua vé số đi. Chúng vé số mình vẫn dụ neo. Chắc sẽ dụ khí thế hơn à, lúc đó dụ theo kiểu đam mê luôn á mấy anh chị. Rồi xong kéo thẳng ra. Nghe nói vậy không biết có ai trúng chưa không biết nữa. Rồi khi mà xong hết cái này ha, thì mình cho vô máy nha mấy chị, cho vô máy hết nè. Cho vô máy 10 giây tới 15 giây thôi nha mấy chị ơi, đừng có cho nhiều. Tại khi mà mình đánh pigment mình á, mình không có cho nhiều nha. Đây thấy không mấy chị, thấy cái ngón này không? Thấy ngón này không? Nó lạ gì không? Tại khúc này nè, nó có một nửa thôi ha. Nó có một nửa thôi. Rồi xong, rồi đánh pigment nè. Ngón này thì mình sẽ đi màu hồng nha mấy chị. Đây, mình đi màu hồng này mấy chị thấy không? Đi màu hồng thì mấy chị đánh màu hồng lên. Mình cho mấy ngón này trước nha. Rồi, cây cọ của mình tới đâu thì nó phải có pigment nha mấy chị. Có pigment nha, để cho nó bám. Còn nếu mà cây cọ của mình nó không có pigment á, là nó đụng tới nhạt á, là nó sẽ không có bám đâu. Tại vì đây là cái màu giống như cái kiểu mà màu pastel hồng hồng nhạt nhạt á mấy chị thấy chưa? Đó, mình cho nhiều pigment thì nó bám nhiều pigment thôi. Rồi mình cho màu hồng trước nè. Mấy anh chị ơi share giúp em nha. Cái này xin đang đánh cái pigment Go in the Dark nha mấy anh chị. Go in the Dark nha, 8 đồng cho 12 màu. Mấy anh chị thích đánh màu neon thì mấy anh chị đánh. Còn không mấy anh chị đánh màu Go in the Dark. Màu Go in the Dark thì nó màu nó nhạt. Cái kiểu mà màu tông màu pastel á. Đó, mấy anh chị mua ủng hộ em nha. Có 8 đồng một hộp thôi. Rồi xong hết cái ngón này thì mấy anh chị thích đi màu gì mình đi. À, trong cái đây thì mình sẽ đi màu hồng đây nè. Đó, mình chưa có mặt màu tím đúng không? Đó, ở đây mình sẽ cho cái mặt ấy không được nha. À, màu tím này, lát mình thay đổi chút xíu. Đó, xong cho lên đây. Rồi, ở trên này mình cho màu hồng. Ở đây mình cũng cho màu hồng ha. Đó, thay đổi chút xíu là mình sẽ có cái design của mình. Còn khách đem hình tới cứ làm tới, tiến tới thôi mấy anh chị. Cho nó nhanh gọn lẹ kiếm tiền mà. Chẳng lẽ giờ khách vô mình yêu cầu mình làm mình không làm đúng không? Làm chứ. Cỡ nào mình cũng phải làm. Rồi xong cho màu ở đây.
Trời ơi xinh quá. Đã xong cái phần nền. Tiếp tục đi thêm những cái ngón khác nữa cho nó xong cái phần fitment nha. Mình còn có ngón này nữa nè. Chỗ đâu ta? Rồi tiếp tục cái ngón này mình cho màu lên. Đó, mấy anh chị vẽ theo giống vậy ha. Biết sao không dễ vậy, để cho nó không có mình đánh màu á, nó không có bị lem ra từng màu luôn. Tại cái màu này á thì nó mấy anh chị muốn dễ thì mình dùng cái màu treo vẽ cũng được. Còn không mấy anh chị dùng pigment, tại vì cái này là khách muốn golden dot ha, cho nó sáng sáng, thành ra là tôi xin vẽ bằng pigment golden dot nha mấy anh chị. Pigment golden dot 8 đồng một hộp cho 12 màu. Thì anh chị có thể order qua số phone 714804 9288, 714804 9688, 714804 9948 và 714804 9918 nha mấy anh chị. Tôi xin có thốt hồ tới 5 số phone để hỗ trợ order cho mấy anh chị, hoặc anh chị có thể là tới clmsupply.com nha, không thì mấy anh chị tới những cái supply gần nhất có sản phẩm của công ty, hoặc là mấy anh chị tới CL Nail Supply, địa chỉ là 9872 Westminster Sushi Garden Road 92844. Hoặc là Silem Supply, địa chỉ là 987495 Anaconda Garden Road 92841 nha mấy anh chị. Và sắp tới tháng 10 thì Wilson sẽ có lớp từ cơ bản tới nâng cao tại Garden Road là ngày 16, 17, 18. Và lớp tháng 11 tại San Jose là ngày 6, 7, 8 và tháng 12 tại Sacramento là 4, 5, 6. Tất cả những cái lớp học của mình thì mấy anh chị có thể đăng ký qua số phone 714-804-9818 cho vô máy nè. Cái này là để cho nó không lẫn thì mình sẽ đi từng màu ha. Trong vòng là đèn mình đi một màu tím này, để cho nó matching với nhau. Rồi đi màu tím ha, nè lấy cho nó nhiều chút để cho cái màu của mình nó đậm. Tại golden dot thì nó nhạt thôi, ở trong này là cái pigment nó pha chung với cái golden dot pigment. Đây là những cái golden dot pigment nó có màu, thành ra nó không có giống như những cái màu neon nha mấy chị. Rồi xong, phủi sạch nè. Tiếp tục đi cái màu xanh lên. Cái bộ này chắc cũng phải lấy cỡ trăm mấy á mấy chị, cỡ trăm hai, trăm ba gì đó. Còn đây mình sẽ tô nha, tô từ chỗ này đi lên nè, để cho nó nối với nhau những cái đường viền của mình á. Mình tô cái đường nối chút không cho nó vô chút. Xong từ cái đường này nếu mà muốn kỹ thì mình sẽ đi giống vậy nha, còn nếu mà không có thì mấy anh chị đi nhanh thì mình không cần, tại vì mình cần cái đường line đây để cho nó đẹp, cho nó mỏng ha, thành ra mình sẽ đi tỉ mỉ trong cái phần nối của mình. Rồi xong hết thì mình sẽ tô ở đây nè, cho nó xuống thẳng xuống nha mấy anh chị. Ấy á, xém tí đụng. Tô mỏng thôi mấy anh chị. Tô dày quá lát nữa là mình hơ nó không có khô. Đánh pigment á, mình hơ là không có được lâu quá là nó không còn cái độ bám nhiều, tức là nó khô nhiều quá, nó không có bám được cái pigment của mình nó nhiều á. À, giận nha. Thôi cho nó bự chút, lỡ tay rồi. Bên này. Mấy anh chị share giúp em nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Hôm nay mình làm theo yêu cầu của khách thôi. Rồi xong mình đánh pigment golden dot. Tại sao là mình đánh? Tại vì khách muốn nó sáng chứ không phải là khách nó thích là mình phải làm thôi ha. Nên ra hôm nay đánh pigment. Chứ bình thường nếu mà khách mà không yêu cầu cái này là cô xin vẽ rồi. Vẽ bằng màu treo, vẽ liner ọt treo rồi. Còn cái này là khách yêu cầu cái golden dot. Cho nó vô. Đây từ từ nè. Cái này lỡ đụng chút cũng không sao đâu. Lát nữa mình vẽ cái màu đen lên mà. Mà tỉ mỉ thì nó vẫn tốt hơn.
Cái này mấy chị đừng có chê nó lâu, tại vì á làm cái này á lâu chút nhưng mà mình có tiền nhiều á. Tại vì bộ nail này mình sẽ chặt mắc hơn những cái bộ đơn giản đúng không? Tùy theo là cái sở thích của khách thôi, có dễ có khó. Rồi, cho chỗ này cái màu mà đều chút. Rồi xong ha, cho vô máy nè. 15 giây, đánh xong cái màu cuối cùng. Đánh màu xanh ha. Đẩy mấy màu này lại đi. Rồi xong. Cái này lát buổi tối vô là nó sáng nha mấy chị. Nó có màu gold dot á, nhưng mà nó sáng không có nhiều nhiều đâu. Rồi xong, tiếp tục là mình đi nè. Rồi đây ha. Rồi mấy anh chị thấy cái đầu này nó gồm có cái gì thì mình cho cái đó vô bằng màu đen nha mấy anh chị. Và nếu mà mình muốn biến tấu chút thì mấy anh chị cứ đi biến tấu. Thực sự thì design thì mấy anh chị có thể là search trên Google rất là nhiều. Nhưng mà trước khi để mà mình vẽ cho nó đẹp á, ở đây mình đi pigment á, mấy anh chị đi cái treo lên liền á là nó không có đẹp, cái nét của mình nó bị nhòe á. Nên thành ra là mấy anh chị chịu khó sơn thêm một lớp top nữa, nhưng mà mình sơn mỏng thôi nha mấy anh chị. Sơn mỏng thôi nha. Sơn mỏng thôi. Không có cần sơn dài. Để biết sao không, khi mà mình đi thêm một cái lớp á, cái màu của mình nó đẹp hơn á mấy anh chị. Cái nét của mình nó đẹp hơn. Thành ra mấy anh chị có thể là đi matte top coat hoặc là shiny nha. Lên những ngón này. Tại vì nó cần cái detail nhiều quá. Khi mà đi pigment nó cũng có một cái đặc trưng riêng là cái màu của mình nó sẽ là mờ mờ, rõ rõ đúng không? Mờ mờ kiểu mà mờ mờ ảo ảo á. Đó, mấy anh chị cho vuốt nhẹ, không có cho nó bị mất sét. Rồi mình sẽ đi cái nón đó, mấy anh chị thấy cái nón chưa, lát nữa mình sẽ ghép cái nón này vô trong cái design của mình, nhưng mà mình sẽ đi biến tấu một cái màu khác thôi để cho nó phù hợp với cái design bộ nail của mình nha mấy anh chị. Ở trong này nó rất là nhiều nè mấy anh chị, vẽ mặt trăng nè ha, vẽ cái nhà nè, xong cho mấy con dơi vô ha. Đây là những cái ý tưởng là mình thường xuyên là mình lấy trên này. Ở trên này rất là nhiều nha mấy anh chị, cho trong những cái sticker của mình á thì chỉ có cái là mình phóng cho nó lớn thôi mấy anh chị. Hoặc là mình lên Google lấy mấy cái tấm hình đó xong mình làm thôi ha. Rồi đánh pigment mình thì nó rất là dễ luôn, nó không có gì khó hết á. Rồi đi ngón này trước nè mấy anh chị. Ngón này thì mình sẽ vẽ nón nha. Vẽ cái nón trước nè. Đó, vẽ vô. Không. Cái này ngón là chơi mình đeo cho nó ngầu chút xíu. Đó, ở trên này nè, vẽ cái đi xuống. Cái chỗ nào cần tô đậm thì mấy anh chị tô màu đen, không? Còn chỗ kia thì mấy anh chị giữ lại.
Đó, giữ lại giống vậy nè. Đó. Xong anh chị cho vô đây, vẽ một cái đường đó. Không, nó ra cái khúc cho mình một nửa rồi. Bắt đầu đi thêm một cái nửa trên. Không, cái nửa trên thì mấy anh chị đi cái kiểu giống vậy nè, đó, cho nó cao lên. Xong muốn cho nó thấp xuống thì mấy anh chị cho vô thấp xuống chút, còn không á ở đây nè, đi cái độ nhọn lên. Nón này thì mình sẽ vẽ cho nó thấp thôi. Đó, xong ở đây thì mấy anh chị tô cho nó đen lên ha. Tô nó đen. Đó, ra cái hình nón ha. Lát mấy anh chị cho thêm chút xíu chỗ này vô nữa. Ở đây mấy anh chị muốn thì cho nó cao lên chút nè. Đó, nó ra cái hình nón cho mình nha. Xong hết thì mình sẽ outline cái ma này. Outline này mấy anh chị. Muốn đi dày mấy anh chị đi dày, muốn đi mỏng mấy anh chị đi mỏng nha. Xong bắt đầu mấy anh chị ở dưới này. Không, mình outline dưới. Đây mình đi trái tim ha. Rồi, cho mấy ngón đây luôn. Lát nữa mình tô thêm màu trắng vô. Đó, rồi để nằm vùng an toàn, mấy anh chị cho vô máy ha. Mình trước khi đưa vô máy cho cái mắt đã. Đây. Mắt con này đang thui rồi nè. Mấy anh chị thấy không? Mắt đang thui ha. Rồi. Vẽ cái mắt lên. Tại nó đi màu đen mà. Vẽ cái mũi cho nó dài chút ha, bên lớn bên nhỏ ha. Xong bắt đầu vẽ cái miệng đó. À, cái miệng thì mấy anh chị có thể đi thẳng hoặc là đi cho nó hơi cong cong chút, cho nó bự chút lên tới cái phần má trên cao luôn, kiểu mà đang xong mấy anh chị vẽ gạch xuống ha. Đó, vẽ gạch lớn gạch nhỏ tùy mình. Đó,
dễ đây cho nó bự chút nè, dày chút nè. Đó thì ra một con ma, ma mà nay ma này rất là đẹp trai nha. Xong hết ở trong này ha mấy chị, cho nó dày chút, ra một cái trái tim luôn. Đó, tô màu đen. Ở đây thì mình sẽ cho hai cái độ nhọn lên ha. Lát đây rồi xin sẽ cho hai cái màu trắng lên. Ở đây mình còn outline màu trắng nữa. Ok, cho vô máy. Rồi, đẹp trong vùng an toàn, mình cho máy vô. Sau đó mình bắt đầu tiếp tục cái màu trắng nha. Tiếp tục lấy màu trắng, mình đi những cái phần còn lại của mình, những cái phần mà cần thiết á. Đây, đó thì mấy anh chị thấy là cái ngón quan trọng nhất của mình cũng gần xong ha, hai bên đúng không? Đó thì rất là đơn giản, hai cái ngón này là ngón chính, xong rồi lát mình sẽ cho cái màu trắng vô. Và khi mà mình đi màu đen, màu trắng thì mấy anh chị cho nó là khô chút xíu nha. Rồi, xong hết. Mấy anh chị tô đây màu trắng cho em. Đây ha, tô màu trắng. Đó, không, nhẹ nhẹ phớt lên rồi. Bên này cũng vậy, mình đi theo chiều giống vậy thì mình an toàn hơn mấy chị. Đó ha, xong hết thì tiếp tục ở dưới này, mấy anh chị tô hết trắng cho em. Đó, xong mình cho cái nơ nha mấy chị. Ở trên này là mình sẽ cho một cái nơ màu xanh hay là màu tím gì đó cũng được, cho màu tím đi. Nơ này cho tròn ha, nơ tròn. Ha, xong mấy anh chị cho ở đây một cái nữa, cho cái màu đây, màu tím. Rồi, cho vô máy nè. Màu tím thì mình xin sử dụng những cái màu
Trong này thì mình có kết hợp chung với những cái liner art gel trong set 1 nha mấy chị. Đây là những cái tông màu mà mình sẽ sử dụng trong hôm nay. Thì tất cả những cái sản phẩm thì mấy chị có thể mua tại clmsupply.com nha mấy chị, hoặc gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-8688 nha mấy chị ha. Và mấy chị follow Facebook em nha, Christine Lam. Em sẽ thường xuyên làm live tại trên trang Facebook của mình. Rồi xong ha. Cho tiếp tục nè, outline. Cho cái phần này của mình cho nó xong. Đây. Xong hết đây nè. Ha, mình outline cho cái nơ này của mình luôn. Đó. Không. Gạch mấy cái, hai cái. Ha, hai cái ra. Nơ này thì nó mình cho khác cái nơ kia chút ha. Xong hết mấy chị cho chút màu xanh vô. Thích kiểu này là thích cái gì chơi cái đó rồi đó. Đó, xong xuôi đẹp. Đẹp trai rồi. Không. Đẹp trai rồi. Đây nha, chờ xin chút xíu. Dễ mặn. Dễ nhện nè. Đó, dễ mặn nhện lên. Dễ vô, dễ ra gì cũng được hết. Tùy mình. Dễ mặn thôi. Ma mà dễ đẹp quá thì nó không có ra ma. Mà không dễ đẹp thì nó lại không có được. Nó không. Trời ơi, nó xinh quá là xinh. Ma gì mà cưng nó xỉu quá. Đó, dễ thương quá. Xong hết, bắt đầu mình sẽ vẽ những cái ngón còn lại nha mấy chị. Xong hết cái này thì mình đã có hai ngón, thì mình sẽ qua cái ngón này nha. Ngón này thì mình chỉ việc là outline, nhưng mà mình ở trên này thì mình outline thật là mỏng nha mấy chị. Đây, outline rất là mỏng. Rồi.
con này chùi chút. Không hài lòng là mình chùi nên tại sao mình sơn cấp coat á, để tránh trường hợp là nó bị hư cái của mình. Mấy chỗ này khi mà mấy anh chị vẽ xong á, khoan đi cái đường nét nhỏ nha. Mình sẽ vẽ một lần luôn nha mấy chị, vẽ cho nó hơi đèn trước đã. Trời ơi nó bị chảy. Ok. Chưa, để chị vô máy. Rồi xong, mấy chị mà muốn nó đi cho cái đường line của mình nó đẹp á, để vô máy đã, rồi xong lấy ra mình mới bắt đầu vẽ nha. Tại vì biết xong khi mà nó còn khô á, nó còn ướt, mình vẽ nó sẽ được bị đánh nhau. Cái này là gần xong rồi đó, bắt đầu mình sẽ vẽ nha. Mình vẽ đây trước nè, vẽ ngắn thôi đó, vẽ sau nó không có chạm ra cái phần kia, rồi tiếp tục đi cho nó hết những cái ngón những cái đường line của mình. Vẽ mỏng thôi mấy chị, chứ mình không có cần dài nha. Cái đường line này mình vẽ mỏng mỏng cho nó đẹp. Xong đây mình đi xen kẽ nè.
đó ha, mình vẽ cái đường line trước. Ok, rồi ngón này cái màu đen của mình đẹp quá mấy anh chị, dễ mỏng nhưng mà cái màu của nó lên rất là đẹp ha. Rồi mấy anh chị dùng cái pen and gel á, mấy anh chị dùng cái cây cọ long line work á, mấy anh chị mình vẽ đẹp lắm, nó mỏng mà nó rửa bằng treo dẻ thôi chứ mình không có dựa acetone. Cái design này mình sơn shine này cũng đẹp. Rồi chúc anh chị kiếm thật nhiều khách nha. Đây là những cái design, cái này nó không có khó, nó đơn giản lắm. Nhưng mà nó thì nếu mà liên quan tới những cái art này á và màu sắc giống vậy thì mình một tốn nhiều thời gian chút thôi, nhưng mà cứ làm từ từ nó quen và mình sẽ làm nhanh. Và Golden Dog Pigment hay là Neon Pigment mấy anh chị có thể là mua tại website em nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Và xong cái này lấy màu của mình chấm đây chưa xong ha, hoặc là mấy anh chị có thể là để giống vậy, em thì sẽ chấm, mình sẽ chấm polka dot ha. Còn nếu mà anh chị thích thì mình có thể là để giống vậy thôi. Mình sẽ đi những cái màu đó, cũng không phải là màu đậm lắm, đi polka dot ha cho nó matching. Rồi, qua ngón này. Đi hột nhỏ hột lớn tùy mình thôi. Cái này mấy anh chị đi móng ngắn cũng rất là đẹp nha, tại vì em làm móng dài để cho mấy anh chị thấy cho nó rõ. Chứ móng ngắn quá thì mấy anh chị thấy không có rõ cái phần design của mình. Móng ngắn, móng dài mình design nó cũng giống nhau. Chẳng qua cái khi mà móng ngắn thì mấy anh chị design thì mình zoom lại cho nó nhỏ lại ha. Móng lớn thì mấy anh chị thấy rõ hơn tại vì mình phóng đại cho nó ra. Không, xong hết nè. So cute luôn. Trời ơi nó dễ thương quá. Để cô xin cho một cái ngôi sao đây cho nó đẹp. Cho cái hộp đây cũng đẹp nữa. Ok, rồi xong. Vô đi cưng. À vô đi chị. Sorry. Đang like, sorry. Này đi chị, không ăn bao nhiêu, ok. Thank you. Màu Canon gel màu đen với lại Angel White ha. Hôm nay thì xin sử dụng là bốn loại gel, hai loại gel nha mấy anh chị, Canon gel với lại cái Canon gel với lại cái Angel White với lại Evil Black nha mấy anh chị. Thì bốn cái màu này để cho cái bộ design này và sử dụng cái hộp Go in the Dark Pigment nha mấy anh chị. Để vô cho mấy anh chị thấy cái set của nó đẹp. Cái màu của nó xinh lắm. Tùy thuộc là mấy anh chị đi màu phối màu. Mỗi cái tông màu là một cái khác nhau. Và một cái vẻ đẹp khác nhau.
Và cái tông này thì mấy anh chị không thích Golden Dot thì mình làm cái kiểu mà pigment pastel cũng được, đẹp lắm. Đó. Quan trọng là mình phối design ra. Thì design thì mấy anh chị có thể là tìm kiếm trên mạng nhiều lắm, sticker cũng được hay là mấy cái hình Google cũng được, hoặc là mấy cái bộ nail của những người khác cũng được. Rồi xong á cứ đánh pigment lên thôi. Không, còn không mình cứ thích thì mình cứ vẽ, không thích mình thì mình cứ vẽ. Rồi xong mình đi cái metal coat lên nha mấy anh chị. Metal coat của mình là đã luôn, rất là stunning. Mấy design này á sơ metal coat lên nó đẹp lắm. Trời nó đẹp quá, đẹp trai ha. Đó, vuốt xếp nhẹ ha, cho vô máy. Thì anh chị cả nhà mình vô website CLM Supply đầy đủ sản phẩm cho mấy anh chị luôn. Đây, Golden Dot Pigment nha mấy anh chị. Đó, mình có thể là mua đây. Và Metal Coat size đã. Muốn vẽ đẹp thì khi cho dù mình sơn shiny hay là Metal Coat, trước khi vẽ mấy anh chị nên chùi qua một lớp acetone. Đây là cái mẹo để tránh mấy anh chị mình làm cho nó đẹp ha. Sơn cho dù mình sơn top coat hay là matte top coat để cho nó dễ đẹp thì mình chỉ nên chùi qua một lớp acetone. Để làm gì biết không, nó độ bám nó dự hơn, nó bám nó mạnh hơn. Đó, nó giúp cho mình đi cái cây cọ của mình nó nét và nó nằm cho mình ha. Và bên này thì có sử dụng thêm ba cái màu ha, trong cái liner art gel. Rồi, thank you mọi người rất là nhiều. Cái bộ nail hôm nay thì quá là nhu mì. Nhu mì mà nó không dành cho nữ mà cho nam ha. Đó, hai con mèo, một cái Halloween design. Đây mấy anh chị, những quý ông dễ thương. Ok, thank you mọi người rất là nhiều ha. Và toàn bộ sản phẩm là cái xin sử dụng là của công ty CLM nha mấy anh chị. Thì anh chị có thể là mua những cái sản phẩm này trên website của mình, hoặc anh chị có thể gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948. Thank you mọi người rất là nhiều ha. Và lớp kế tiếp của mình tháng 10 tại Canada là ngày 16, 17, 18 và lớp Sacramento tháng 12 ngày 4, 5, 6 và San Jose của mình 6, 7, 8. Thank you mọi người rất là nhiều. Anh chị có thể đăng ký lớp của mình qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị ơi. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.